Hello, xin chào thầy các bạn, chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV. Kênh mình thì chuyên mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là ngày 23 tháng 4 năm 2021 và bây giờ thì cũng là gần 10 giờ tối rồi các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về đi mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì là các bạn thích sản phẩm nào bên mình có thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ thì các bạn sẽ là người xem đầu tiên. Và sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn chiếc sản phẩm iPhone 5 thường. Còn iPhone 5 thường này thì là ngoại hình cũng khá là ok các bạn nhé. Vỏ thì cũng phải theo thời gian thì vì con này cũng ra cũng mắt cũng mấy năm rồi. Con iPhone 5 thường này thì hôm nay mình vừa mới thâu lại của khách xong. Con này thì là gì nhở? Con iPhone 5 thường này thì mình sẽ thanh lý bạn với giá là 700k. Con này thì là bản con này là bản quốc tế nhá. Con này là bản quốc tế này, 32GB này. Đấy, con này là bản quốc tế 32GB. Các bạn mua về làm máy phụ chống cháy, nghe gọi, xem phim, nghe nhạc rất là ok luôn. Con iPhone 5 thường này thì là gì nhỉ? Mình sẽ bao cho bạn là main zin, màn zin nhé. Đấy, màn chưa, con này là main zin chưa sửa chữa và màn zin luôn các bạn nhé. Các bạn vỡ kính các bạn phải đi ép được kính nhé. Màn lô thì sẽ không ép được kính các bạn nhé. Con iPhone 5 thường này là 32GB, quốc tế 32GB. Mình sẽ chỉ thanh lý với bạn giá là 700k. Đấy. Và tất cả sản phẩm bên mình thì là báo giá trực tiếp. Và bên sản phẩm bên mình thì là lỗi được 1 tuần và bảo hành 6 tháng. Nên là các bạn yên tâm sử dụng bên mình. Và tất cả sản phẩm bên mình thì có ship cô mọi miền tổ quốc. Hình thức ship cô thì các bạn cọc cho mình phí ship 50k, 100k và 200k tùy theo mức giá sản phẩm các bạn nhé. Đấy, các bạn chỉ chọn thích nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán thôi, rất là ok luôn. Đấy, iPhone 5 thường 700k cho bạn nhé. Đây ạ, và đây là hai số liên hệ hotline bên em. Giờ làm việc bên em thì là bắt đầu từ 7 giờ sáng và đến là 10 giờ tối. Và đây địa chỉ cửa hàng nhà bên mình. Thì là bạn nào gần có thể là qua trực tiếp địa chỉ cửa hàng mình để là giao lưu, trao đổi mua bán. Ở xa thì mình có ship nên các bạn yên tâm không phải lo. Đấy, tất cả sản phẩm bên mình thì cứ báo giá trực tiếp thôi. Các bạn ưng sản phẩm, nhấc máy lên, liên hệ trực tiếp mình để đặt hàng các bạn nhé. Và hôm nay thì nhà mình về con Oppo A3s các bạn nhé. Con Oppo A3s này thì hôm nay nhà mình vừa mới về con này xong. Con này thì là gì nhở khách, con này thì hôm nay con Oppo A3s này thì mình thì phiên bản của nó là dạng mình sẽ xem bao nhiêu ghi các bạn nhé. Đấy, con Oppo A3s. Đấy, con này là phiên bản của nó là RAM 3GB này. Đấy. Con Oppo A3s này là phiên bản là RAM 3GB. Đấy. Đây là cấu hình của nó là RAM 3GB này. Bộ nhớ trong con này là 32GB các bạn nhá. RAM 3, bộ nhớ trong 32GB. Thì là con Oppo A3s này thì là con này thì hôm nay mình vừa mới thâu lại của khách xong. Con này thì là khách cũng đã báo mình là thay màn hình một lần rồi các bạn nhá. Con Oppo A3s này thì khách đã báo với mình là thay màn hình một lần rồi. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn với giá là 1.1 triệu, thì vì cái máy mà đã qua sửa chữa hay thay thế rồi thì mình sẽ thanh lý giá rẻ cho các bạn. Đấy, Oppo A3s phiên bản là RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB. Con này thì mình khách thay màn hình một lần rồi thì mình sẽ thanh lý các bạn với giá là gì nhỉ, 1.1 triệu nhá. Đây nó có tí đục trắng đây, tại vì máy khách thay màn hình rồi mà nó có tí đục trắng đấy các bạn nhá. Đấy, con này thì mình sẽ thanh lý các bạn với giá là 1.1 triệu, thì nói chung là màn hình thay rồi thì nó không được như cái màn zin các bạn nhé. Nó không được sáng đẹp như cái màn zin. Đấy. Nhưng mà được cái là phiên bản của nó RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB. Màn hình của nó là tràn viền 6 inch, hơn 6 inch. Pin con này là pin của nó là 4000, hơn 4000 các bạn nhé. Đấy, Oppo A3s thay màn hình một lần rồi. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 1.1 triệu nhé. Đấy, được cái là main zin, chưa sửa chữa gì. Đấy. Bạn nào sau là dùng hỏng thì các bạn có thể là đi thay cái màn mới cũng được. Cũng được, ok mà. Đấy. Đấy, màn hình mới rồi thì được cảm ứng thì nó không được nhanh mượt như cái màn hình zin theo máy các bạn nhé. Đấy, 1.1 triệu cho các bạn nhé. Đấy, và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về con này là con iPhone 6s. Con iPhone 6s này thì là ngoại hình thì còn độ 85 đến 90%, máy cũ rồi thì bên mình thì nói là 98 99 thì nó hơi quá các bạn nhé. Đấy, con này còn là hình thức còn độ 85%, vỏ cũ theo thời gian. Con iPhone 6s này thì là con này mình sẽ bao cho bạn là main zin, màn zin chưa sửa chữa gì. Con này thì mình sẽ thanh lý với bạn về giá là đây. Con này của nó là phiên bản bao nhiêu ghi các bạn nhé. Đấy, con này là phiên bản 16GB, con iPhone 6s này. Con này là phiên bản 16GB. Đấy, các bạn mua về con này thì mình sẽ thanh lý với bạn về giá là 900k nhé. Pin con này là pin tình trạng pin con này còn pin 100% luôn các bạn nhé. Đấy, pin một dung lượng còn 100%. Con này thì mình là bao cho bạn là main zin, màn zin chưa sửa chữa gì. Con này thì mình sẽ iPhone 6s này thì mình sẽ thanh lý bạn với giá là 900k.
Bởi vì sao mình thanh lý bạn 900k? Tại vì con này là iPhone BiBat các bạn nhé. Con này là iPhone BiBat, các bạn có thể là về gọi Zalo này, hoặc các bạn vào YouTube này, các bạn xem phim, nghe nhạc rất là sướng các bạn nhé. Đấy, đấy các bạn mua về làm một máy nghe nhạc, xem phim, gọi Facebook, Zalo rất là tuyệt vời luôn. Đấy, hoặc là máy để livestream cũng được, rất là ok các bạn nhé. Dành cho những bạn nào mà không cần dùng sim ấy, các bạn chỉ cần dùng wifi này, đấy, nghe nhạc xem phim rất ok. Đấy, các bạn ví dụ mà dùng Zalo hay là học Zoom hay là học các kiểu online cũng rất là tiện lợi nhé. Thì vì cam trước camera tất cả chức năng bình thường, chỉ mỗi gọi là không lắp được sim thôi các bạn nhé. Tất cả chức năng bình thường, chỉ gọi là mất mỗi không lắp được sim thôi. Đấy, các bạn về xem phim nghe nhạc rất là ok. Còn iPhone BiBat 6s BiBat này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 900k, rất là rẻ. Kênh mình rất nhiều điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Đấy, thì là giá bên mình thì cứ báo giá trực tiếp, thì các bạn ưng các bạn nhấc máy liên hệ trực tiếp mình hàng. Nếu mà tin nhắn mình không trả lời kịp thì là các bạn liên hệ chứng minh mình đặt hàng nhá. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về cái con này là ba cây Samsung A8 2018 nhá. Đây, A8 2018 thì hôm nay mình về là ba cây. Đấy, hai cây màu gold và một cây màu đen này nhá. A8 2018 này bên mình thì là máy đẹp leng keng xà beng luôn. Ngoại hình thì là máy còn 90 trên 90%. Máy cũ rồi thì loại 98 99 là hơi quá các bạn nhá. Đấy ạ, máy đẹp 90 trên 90%. Con A8 2018 hôm nay mình về 3 cây. 3 cây này đều là bản Hàn này. Đấy, 3 cây này đều là bản Hàn, một sim. Màn hình con A8 2018, màn hình con này là màn hình của nó là AMOLED các bạn nhé. Đấy, màn hình của nó là màn hình tràn viền AMOLED. Đấy, cho hình thể hình ảnh là Full HD cộng các bạn nhé. Đấy, các bạn mà xem phim hay là chỉnh chữ rất là to, Samsung thì có hỗ trợ là các phông chữ này. Rất là to luôn. Đấy, phông chữ này. Nói chung là đây, rất là to, các bạn mua về tặng ông bà bố mẹ người thân quá đỉnh và tuyệt vời luôn. Cấu hình của nó là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB, các bạn dùng cực kỳ là sướng nhá. Con này thì nó nhỏ gọn, không to quá, không nhỏ quá, các bạn dùng rất là thích. Con A8 2018 máy đẹp leng keng xà beng này, bản Hàn một sim này, màn hình AMOLED này, RAM 4, bộ nhớ 32GB này thì mình sẽ thanh lý bạn với giá là gì nhỉ? 2.4 triệu nhá. Đấy, ba con này thì mình sẽ bán cho bạn đồng giá là 2.4 triệu luôn. Hôm nay nhà mình về được 3 cây. Máy cũng đẹp leng keng xà beng luôn. Tất cả màn hình bên mình thì màn hình đẹp nhá. Đẹp keng, không ám màu anh, không lưu ảnh gì luôn đấy. Đấy, bên mình thì quay chi tiết cho các bạn là cả màn hình lẫn vỏ vẻ luôn các bạn nhá. Đấy. 2.4 triệu cho các bạn nhá. Đấy. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con này là con Samsung Z4 Plus. Z4 Plus to bự này. Màn hình của nó là 6 inch, hơn 6 inch. Đấy. Z4 Plus. Đấy, Z4 Plus màn hình của nó là 6 inch, hơn 6 inch. Màn hình con này thì rất là to, rất là bự luôn. RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB. Ngoại hình thì con này rất là còn đẹp các bạn nhé. Máy còn 90 trên 90% luôn. Con này thì là mất, còn rất là đẹp luôn. Con Samsung Z4 Plus này thì là bên mình đang thanh lý bạn với giá là 1.500.000 cho bạn nhé. Con này là 1.500.000 nhé. Z4 Plus là 1.500.000 cho bạn nhé. Ngoại hình rất là đẹp đấy. Các bạn mua về đọc báo xem phim những con này rất là ok. Nhưng mà được cái là cái màn hình của nó to, các bạn mua về thì rất là tuyệt vời luôn. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Z4 Plus này, các bạn nhà mình thì sớm nhất nhá, 1.500.000 cho bạn. Đây ạ, hôm nay nhà mình về được mấy con S8 này. S8 giá rẻ này. Đây. Hôm nay nhà mình về được con S8 này. S8 này thì là mình sẽ thanh lý con này là bản Hàn nhá. Con S8 này là bản Hàn này, hai sim hai sóng này. Cấu hình của nó là RAM 4GB. RAM 4GB, bộ nhớ trong con này là 64GB. Con này thì mình sẽ thanh lý với bạn với giá là 1.500.000 nhé. Con S8 này thì là tất là cái máy dùng bình thường, nghe gọi là chức năng wifi, vào mạng quay phim chụp ảnh, tất cả là bình thường các bạn nhé. Màn hình con này thì là màn hình thì nó hơi ảm một chút. Đấy, 1.500.000 cho các bạn nhé. Cảm ứng thì nó bị liệt mất ở đây. Thằng không sao thằng. Cảm ứng thì cái dòng này thì nó kém đấy này các bạn đây. Đấy. Cảm ứng con này thì nó bị liệt mất hàng bên này này, hàng bên này là kèm này. Cảm ứng là làm cảm ứng là hàng con này bên này kèm nhá. Vẽ tất cả bình thường. Đấy. Đấy. Đấy, dùng bình thường. Đây, cảm ứng có nghĩa là hàng bên này này nó bị kèm nó cảm ứng bên này nhá. Đấy, liệt kèm bên này. Tất cả chức năng bình thường. Đấy, mình sẽ đây mình thoát ra. Mình mồi vào đây mình thoát ra mà. Bắt buộc phải khởi động lại. Đấy, cảm ứng bên này thì là kém một chút nhá. Con này thì là màn hình ám và cảm ứng kém hơn một chút ở góc bên này.
thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 1.500.000 thôi. Đấy, chỉ giá 1.500.000 các bạn mua đĩa 8 này về dùng rất là ok, rất là thích nhá. Tất cả chức năng bình thường, gọi xem phim, đọc báo rất ok, màn hình cong, tràn viền 2K. Đấy, các bạn mua về trải nghiệm rất là ok luôn. Nói chung là chả sao, các bạn nó dùng nghe phim, nghe nhạc rất là tuyệt vời. Đây, mình sẽ vào nghe nhạc luôn cho bạn này. Đấy, này nó đang cập nhật thì mình sẽ nó đang cập nhật thì bắt các bạn phải cập nhật thôi. Đấy, các bạn đọc báo xem phim rất là ok luôn. Nói chung là các bạn mua những con này thì không phải chê cả. Đấy, rất là nhanh, tại vì RAM nó RAM 4GB mà nó chạy nó cực kỳ nhanh và mượt nhé. Đấy, các bạn mua con S8 này rất ok nhá. S8 này là 1.500.000 cho bạn nhá. Đấy, bạn nào thích sản phẩm S8 1.500.000 này, các bạn nhà hàng mình là sớm nhất nhé. Đấy, rất các bạn nhé, các bạn mua trải nghiệm rất là ok nhá. Đấy, hôm nay thì mình lại về tiếp cho các bạn đây. Hôm nay nhà mình lại về tiếp tục là con này. À, con này thì hôm nay nhà mình về là con này là con gì đây? À, Hawaii. Ôi giời, lại về con Hawaii này. Đấy, giới thiệu điện thoại này. Con Hawaii này, con Hawaii i7 Pro 2019 nhá. i7 Pro 2019. Đấy. Cấu hình con này là RAM 3GB này, bộ nhớ trong là 32GB luôn. Đấy, RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB. Con này thì là rất là đẹp nhá. Màn hình của nó là tràn viền, 6 inch hơn 6 inch, pin thì là hơn 4K này. Đấy, ngoại hình thì con này rất là đẹp luôn này. Đấy, đẹp, máy đẹp như leng keng luôn. Đẹp con này đẹp như mời luôn các bạn nhá. Con Huawei i7 Pro 2019 này thì là máy còn rất là đẹp. Con này thì là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn với giá là 1.600.000 nhé. Con này thì là sẽ là 1.600.000 cho bạn nhé. Hai camera luôn. Đấy, hôm nay nhà mình về được con này. Lâu lắm thì hôm nay nhà mình về được con này đi. Đấy, các bạn mua về học zoom hay là xem phim nghe nhạc rất là tuyệt vời, mà được cái màn hình to. Đấy, màn hình to các bạn dùng cực kỳ là sướng. Đấy, con này thì mình sẽ thanh lý bạn với giá là 1.600.000 cho bạn nhé. Được cái là RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB, Hawaii i7 Pro 2019 các bạn nhé. Đấy, 1.600.000 cho bạn nhé. Đây ạ, hôm nay thì nhà mình lại về được con A7 này. Thì hôm nay nhà mình về được con A7 này, rất là đẹp luôn này. Mình sẽ xem con này là gì. À, con này là bản Hàn này, một SIM nhé. Con A7 2018 này, con này là bản Hàn một SIM. Màn hình con này là màn hình của nó là AMOLED, cho hiển thị hình ảnh là Full HD cộng luôn các bạn nhé. À, bản Hàn thì nó khác ở bản công ty, nó giống bản công ty thôi, nhưng mà nó khác cái là chỉ là nó chỉ là sẽ là một SIM. Cấu hình của nó là RAM 4GB này, bộ nhớ trong là 32GB. Màn hình con này thì màn hình đẹp keng nhé, không ám màu hay không lưu ảnh gì luôn. Con A7 2018 này thì là đây. Đấy, bản Hàn một SIM này, ngoại hình thì là máy đẹp leng keng xà beng luôn. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn với giá là 2.200.000 nhé. Con A7 2018 này là 2.200.000 nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A7 2018 này thì các bạn nhà hàng đến sớm nhất nhé. Giá với giá là chỉ 2.200.000 thôi. Bản Hàn nó sẽ là một SIM cho các bạn nhé. Đây, có Oppo này. Đây, Oppo A7s này, Oppo A7s này. Redmi C1 này, rất nhiều điện thoại giá rẻ nhá. Hôm nay thì chủ yếu kênh mình thì rất nhiều giá điện thoại tầm trung cho bạn nhá. Các bạn thao lựa chọn đây, con Oppo A7s này. À, cái con đây là con này là triệu mốt nhá. Con này là thay màn hình rồi này. Khách thay màn hình rồi là triệu mốt 32GB này. Mình sẽ xem con này là bao nhiêu GB nhá. Này, mình sẽ xem con này là bao nhiêu GB này. Đấy, con này là phiên bản là RAM 2GB này, bộ nhớ trong 16GB này. Đấy. Con này thì là màn hình của nó tràn viền 6 inch hơn 6 inch. Pin con này là pin 4K hơn 4K. Hôm nay mình vẫn thâu lại của khách xong nhá. Con này thì là 1.500.000 nhá. Con Oppo A7s này là 1.500.000 này. Đấy. Tất cả bình thường, không lỗi lầm gì. Hôm nay vừa mới thâu lại của khách xong. Đấy. Của nhà đây, của chị gái này. 1.500.000 cho bạn nhá. Con Oppo A7s này thì ngoại hình rất là ok này. 1.500.000 nhá. Mà nào thích rẻ thì các bạn có thể là mua cái con thay màn hình này được này, 1.1 triệu thôi, 32GB cơ. Đấy, 1.500.000 các bạn nhé. Và con này con Redmi C1. Đấy, con Redmi C1 thì là nó giống con ý đúc con 33S này. Đấy, RAM cấu hình như nhau, pin như nhau, màn hình như nhau các bạn nhé. Nhưng mà được cái nó khác chỉ mỗi tên là nó là Redmi và đây là con Oppo các bạn nhé. Con Redmi C1 này thì là gì nhỉ? Con này thì là 1.3 triệu các bạn nhé. Con Redmi C1 này của nó là RAM 3GB. Gì nhở, không phải sorry các bạn nhé,
mình sẽ xem lại bản RAM 2 hay sao ấy. RAM 2GB, bộ nhớ trong là 16GB. Màn hình con này cũng là như giống y đúc con A3S luôn, không khác. Không giống y đúc con A3S, màn hình của nó như nhau luôn. Như A3S, đấy, màn hình và RAM chip, cấu hình bộ nhớ như nhau. Đấy, thì con này thì mình sẽ thành giá rẻ hơn một chút này, là hàng Redmi, nó không có tên tuổi, nó giống A3S thôi. Nhưng mà Redmi nhiều khi cái tên tuổi của nó xa lạ. Đấy. Con này thì mình sẽ thanh lý cho bạn với giá là 1.300.000 nhá. Con Redmi C1 này là 1.300.000, tặng kèm các bạn một cái ốp này luôn nhá. Bạn nào thích sản phẩm Redmi C1 nó giống con A3S này thì các bạn nhanh tay sớm nhất nhá, 1.500.000 này, 1.300.000 này. Và 1.100.000 là thay màn hình rồi các bạn nhá. Đấy, rất nhiều để lại là rẻ cho bạn. Đấy, rất nhiều giá tầm trung. Đấy ạ. Và tiếp tục hôm nay nhà mình lại về con này là con là gì nhỉ? A5 2017. A5 2017 thì là đây. Hôm nay nhà mình lại vừa mới về được con này xong. Đấy. A5 2017 thì con này là bản Hàn, một SIM. Cấu hình là RAM 3GB. Con này là phiên bản là RAM 3GB. Bộ nhớ trong con này là 32GB. Màn hình con này là màn hình Sumo AliEx, màn hình AMOLED các bạn nhé. Hiển thị hình ảnh là Full HD cộng luôn, có vân tay. Đây và nút hai nút đa nhiệm. Nhiều bạn nào mà thích dùng mà nút đa nhiệm này chẳng hạn, hoặc nút này thì các bạn, hoặc vân tay rất là tiện lợi luôn nhé. Thì các bạn dùng là thích mua những cái như này tặng về ông bà bố mẹ người thân rất là tuyệt vời. Thì biết thứ nhất là chữ to và cái Samsung thì hỗ trợ hiển thị hình ảnh rất là đẹp luôn. Đây máy thì là đẹp leng keng xà beng luôn. Con này thì là máy đẹp leng keng xà beng luôn nhá, màu xanh nõn chuối, màu xanh nõn này, màu xanh dương nõn này rất là đẹp luôn. Con này thì mình sẽ thanh lý cho bạn với giá là 1.700.000 nhá, 1.700.000 cho bạn nhá, màu xanh nõn chuối này, màu xanh dương chuối nhạt nhạt này, chung là màu nó hàn rất nhiều màu. Con này thì là 1.700.000 cho bạn nhé. Màn hình AMOLED rất là đẹp luôn. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A5 2017, các bạn hàng sớm nhất, con này có hỗ trợ cổng tạc Type-C này. Và đây là jack 3.5 nghe bấm nhâm nhá. Đấy, 1.000.000 gì nhỉ? 1.700.000 cho các bạn nhá. Và sản phẩm cuối cùng buổi tối ngày hôm nay nhà mình giới thiệu về con S8 Plus. S8 Plus thì con này thì là màn hình ám nhá. Con S8 Plus đây thì là màn hình ám này, đấy. Màn hình ám này, đấy, con S8 Plus màn hình ám. Ám vừa vừa thôi. Đấy, nó không ám quá. Con này cấu S8 Plus thì là đây. Con này là bản Hàn này, hai SIM hai sóng này. Cấu hình con này là RAM, con này là RAM gì nhỉ? RAM của nó là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB nhá, bản Hàn hai SIM hai sóng luôn. Ngoại hình thì là máy đẹp leng keng luôn. Đấy. Ngoại hình thì là máy đẹp leng keng xà beng luôn. Con A8 Plus này thì là gì nhỉ? Đây các bạn có thể là vào màn hình này. Các bạn chuyển sang chế độ ban đêm này. Đấy. Nó sẽ không có màn hình ám luôn các bạn nhé. Đấy nó ra chế độ đen này. Đấy. Con này thì mình sẽ thanh lý các bạn giá là 2.600.000 này. Con A8 Plus màn hình ám này mình sẽ thanh lý các bạn với giá là 2.600.000 cho bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A8 Plus này các bạn nhà mình sớm nhất nhá. Và cuối cùng buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về tiếp tục được SIM Villa vào mạng cả năm. SIM Villa vào mạng cả năm này thì hôm nay bên mình lại cũng tiếp tục là 4G nhá. Đây là SIM Villa bên mình là 4G vào mạng cả năm. Giá bên mình chỉ với giá coi như là 350.000. Chỉ với giá là 350.000 các bạn đã sử dụng SIM Villa vào mạng cả năm. Gì nhỉ? Bên mình bán cực kỳ là chạy nhá. Đấy, rất nhiều người tin tưởng dùng SIM Villa vào mạng mình. Đấy, 350.000 cả năm, các bạn không phải phát sinh 1.000 nào. Nên các bạn yên tâm sử dụng nhá. Và đây là sản phẩm cuối cùng buổi tối ngày hôm nay rồi. Và bây giờ thì cũng muộn rồi. Và chúc các bạn đang xem video mình một buổi tối ngon và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy tiếng cười hạnh phúc. Và tất cả sản phẩm bên mình thì báo giá trực tiếp, thì các bạn ưng nào sản phẩm mình thì các bạn nhấc máy lên liên hệ trực tiếp mình đặt hàng. Và bây giờ thì cũng muộn rồi nhá. Xin chào và hẹn lại clip tối ngày mai các bạn nhá.